Vài ngày sau trở lại trường học, mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiếp tục hay là rời đi? Lựa chọn của mọi người là gì? Đương nhiên là tiếp tục ạ. Vậy tôi xin chúc mừng mọi người. Lã Thụ, Khương Thúc Y, Tào Thanh Từ, ba người các em được trao tặng quân hàm trung úy. Việc này chủ yếu là ban thưởng cho những đóng góp của ba người trong di tích. Sau khi ký tên vào văn bản này, liền công nhận mọi người chính thức gia nhập Thiên La Địa Võng. Từ giờ về sau chúng ta chính là đồng đội. Chúc mừng cậu, Lã Thụ, sau này chúng ta cùng nhau hành động. Xin hãy chiếu cố hơn mấy lớp của mình thành một đơn vị tập hợp. Hiệu trưởng đang tổ chức lễ tuyên thệ cho học sinh lớp Đạo Nguyên. Ngày hôm đó, không chỉ Lạc Thành mà các lớp Đào Nguyên trên khắp cả nước đều tuyên thệ. Trở về nhà, Lã Thụ, Tiểu Ngư, chuyện gì mà hớt hải vậy? Tiểu Thụ, cậu trở về rồi, ta nghe ngóng được chuyện lớp Đạo Nguyên thế nào, có chọn ở lại không? Đương nhiên cháu đã quyết định ở lại. Biết ngay mà ta thay mặt hội bán hàng ăn sáng đến chúc mừng cậu. 10 đôi tất này là quà của ta cho cậu, đôi giày này là của thím Lý tặng, còn cái này đều là tâm ý của mọi người, cậu đừng từ chối. Nhận đi. Vương Thúc, cảm ơn mọi người còn khách khí với chúng ta nữa chứ, giờ cậu đã là sĩ quan mang trọng trách bảo vệ đất nước, mọi người đều rất tự hào về cậu, thế mà lại chủ động xuống bếp. Lã Thụ, hôm nay anh rất lạ đấy nhé. Thế sao lại khách khí với Vương Thúc như vậy, nói anh có tâm sự gì đúng không, chẳng lẽ có muội muội khác ở bên ngoài? Mau khai ra cho em. Biến đi, anh thì có tâm sự gì, vậy là có muội muội khác ở bên ngoài hả? Lã Thụ, anh thay đổi rồi. Đúng rồi, vài hôm nữa chúng ta sẽ đi Thanh Châu du lịch nhé. Thật sao? Lã Thụ, anh thật tuyệt. Tiểu Ngư, mau cút xuống cho anh, gãy cổ anh rồi. Hôm sau. Cái gì? Ta nói này đại tỷ, cô không xác nhận một chút sao? Đây rõ ràng là chứng nhận thân phận sĩ quan của chúng tôi, thẻ học sinh giảm nửa giá, thêm chứng nhận sĩ quan này nữa không phải là được giảm tiếp một nửa giá nữa sao? Người có mua không? Không mua thì tránh ra. Mua hai vé đi Thanh Châu, một cái trong đó là vé trẻ em. Lã Thụ, không phải hôm trước anh có nói cái gì mà nhiệt huyết sôi trào sao? Giờ mới được bao lâu anh đã lôi chứng nhận sĩ quan thần thánh ra để mặc cả rồi? Chúng ta không phải đồng bọn à? Cũng may Tiểu Ngư vẫn đủ tiêu chuẩn để mua vé trẻ em, còn mình mua được vé học sinh đều giá một nửa, gộp lại bằng một vé người lớn. Mẹ nó, vậy ít nữa Tiểu Ngư trưởng thành thì phải mua hai vé người lớn, chẳng phải rất thua thiệt sao? Lúc này trong vân hải của Tiểu Thụ, tần suất cuồn cuộn của vẫn khí càng ngày càng nhiều, còn chưa tích mây thành mưa mà đã phải cực khổ áp chế thế này. Tiểu Ngư nhìn thấy Lã Thụ, người rút lên bần bật. Lã Thụ, anh làm gì mà run bần bật thế? Không sao chứ? Không có gì, em không hiểu, cái màu trắng không phải rất tốt sao, em lại cứ nhất định phải mua màu hương. Vali đậm chất nữ tính như vậy, đàn ông con trai như anh làm sao dám kéo ra ngoài đường chứ? Em chính là thiếu nữ, vì sao lại không được có nữ tính hả? Nhưng em có phải kéo nó đâu, một sĩ quan chân chính đẹp trai tiêu sái như anh lại kéo một cái vali màu hương, trên đường thế này không gay cũng bị gọi là gay đấy, biết không hả? Lã Thụ, anh xem lại mấy từ anh vừa nói xem, chẳng lẽ anh chưa tìm được chính mình? Được rồi, hường thì hường, cho sách vở và bút của Tiểu Hung Hãn vào đi, cả bảng viết cũng phải mang theo. Học mà không nghỉ cũng như không nghỉ mà không học là lười biếng, không học không động não thì gặp đất mà ăn oai. Không phải trên tivi nói đi du lịch là nói chuyện rất nhẹ nhàng thoải mái sao? Cứu mạng, Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, em làm cá trò gì vậy? Mau đè chết em rồi, nặng hơn em nghĩ. Em mang nhiều quần áo như vậy làm gì? Lần đầu du lịch xa lại còn ở lại đó khoảng 10 ngày, em nghe nói hồ ở Thanh Châu rất lạnh, mà chúng ta dự tính là muốn ở ven hồ ngắm bình minh và hoàng hôn, cho nên chúng ta chỉ cần mang đủ quần áo để thay hàng ngày, còn phải mang mì tôm, khoai tây chiên, cơm cháy. Vậy chúng ta mang 6 thùng mì tôm cho chắc. Lã Thụ, anh cứ như thế này thì sớm muộn cũng làm mất em, phải ngồi 22 tiếng lận đấy. Ai bảo anh tiết tiền không mua vé máy bay? Em còn không có ngồi qua máy bay đâu, nhưng em chưa từng ngồi tàu hỏa màu xanh mà, thế này chẳng phải cũng là trải nghiệm trên tàu điện? Xin lỗi, làm phiền các vị, có thể nhường một chút không? Sao phải xin lỗi chứ, người anh em ngồi tạm ở dưới đi, có thể xem được hai người đó, để chúng tôi đánh xong sẽ nhường giường cho hai người anh em. Ta có quen các ngươi sao? Thấy ta khách khí nói ngươi nhường một chút ngươi lại phản ứng như vậy? Người anh em, người biết người đang ngồi lên cái gì không? Sao ngồi lên giường? Không đúng, là đệm của ta, tên này định gây sự. Còn hai vị đối diện này nữa, nhìn trang phục của các người là đồng phục công nhân. Công nhân cái đầu mày, đây là áo đôi tình nhân. Người anh em, cậu có vẻ không thức thời lắm, biết chúng ta là ai không? Nghe nói đến lớp Đạo Nguyên bao giờ chưa? Ồ, hóa ra là học sinh lớp Đạo Nguyên, không tầm thường. Lớp Đạo Nguyên đúng là không tầm thường, làm sao ngươi cũng là học sinh lớp Đạo Nguyên? Không phải, ta là thợ máy, thấy kẻ nào ngứa mắt ta liền sửa kẻ đó. Thằng danh mày chán sống rồi, Viên Lượng Thác, đừng sống. Linh lực này thực lực cũng đạt tiêu chuẩn cấp E đấy nhỉ, nhưng mà thực lực này mang ra cho Tiểu Hung Hãn luyện tập còn chưa đủ, hơn nữa cả đống người thế này mà mới thu được 500 điểm oán hận, thật là mất công. Sát vé, mời mọi người về vị trí của mình. Được rồi, chúng ta học sinh lớp Đạo Nguyên không cần so đo với đám trẻ con này. Nghe cô nói kìa, tưởng chỉ mỗi các cô là sinh viên, ngươi cũng là sinh viên, ngươi học trường nào, hệ gì? Học viện ngoại ngữ Lạc Thành. Hệ Ngân Hà, tên này bị ngu à? Hệ Ngân Hà là cái mẹ gì, ai mà chẳng đang sống ở Ngân Hà? Ta còn là nhân mã tinh hệ đây, sao ngươi không nói mình là siêu nhân điện quang luôn đi?
buổi tối Lã Thụ muốn luyện tập một chút, hôm nay bắt đầu thử luyện kiếm, chiêu thứ tư điểm tự quyết xem, tưởng tượng thứ đang cầm trong tay là kiếm sau đó xuất kiếm, đậu mè sao lại thủng lỗ thế này, là ai vừa đánh sao, đừng đùa chứ rõ ràng vừa rồi đứng rất xa, đâu có chạm vào cửa kính đâu, có lẽ nào cái cảm giác xuất hiện trong nháy mắt khi ta xuất kiếm vừa rồi, vậy ta đúng là thủ phạm. Thử lại một lần nữa, nhưng chọt vài lần cũng không có gì xảy ra, đâu rồi tại sao lại không làm được nữa, muốn gây sự với ta đúng không, có viết vì luyện ngươi mà ta mất tiền ngu không? Mau nói chuyện cho ta, sau đó đành dán một tờ tiền lên tấm kính đã vỡ, mới sáng sớm mà tiểu hung hãn đã dậy mát xa mặt rồi, lúc nãy đi dạo vô tình thấy con hàng này kẹt tờ 100 lên cửa kính, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn sắc mặt kia tốt nhất đừng nên chủ động phản ứng gì, ồ con sóc của cậu mở linh trí rồi sao, mua ở đâu vậy, hẳn cậu cũng là học sinh đạo nguyên nhỉ, thức tỉnh chưa sở trường là gì, sở trường của tôi, sở trường chọc giận người khác và chặt đứt quan hệ nhân mạch, đây là cái sở trường quái quỷ gì vậy? Không biết giá một viên tinh thạch bao nhiêu tiền nhỉ, lần này trong nhà cho 5 vạn không biết đủ không, người thân kia của người đáng tin cậy chứ hả, hắn chắc chỉ hù ngươi, hắn cũng là nghe đồn, dù sao chúng ta đặt mục đích đi chơi là chính, không cần xoắn xít, mặc dù người trong nhà ủng hộ việc tu hành, nhưng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy, 5 vạn này là ta mặt dày xin mãi mới được. Biết đâu chỉ dao động trong khoảng 1 vạn một viên thôi, không ngờ lại trùng hợp như vậy, đám này đang thảo luận về chợ đen, trên người mình có 5 viên, vừa vặn nghĩ biện pháp kiếm một khoản, Khương Thúc Y từng nói giá trên chợ đen ít nhất cũng phải 12 vạn một viên, người vừa nói linh thạch 1 vạn một viên làm sao, người tưởng tượng nổi không, đây chính là thế giới của người tu hành chúng ta, thằng danh này từ hôm qua tới giờ luôn tìm cách chọc ngoáy ta, thực sự không biết trời cao đất rộng, hôm nay không cho người ăn chút đau khổ sau này học sinh lớp đạo nguyên chúng ta còn ra oai thế nào trước mặt người thường, Lã Thụ liền lấy chứng nhận sĩ quan vứt vào mặt tên đó, đây là cấp bậc 4 người các người giờ chắc là thiếu úy nhỉ, tuy nhiên thiên la địa võng không đặt nặng quy định chào hỏi cấp trên, nhưng nói thật 4 tên tu hành cấp E sơ kỳ so với ta chẳng tính là gì, mau tỉnh táo lại cho ta, đừng có ra đường làm mất mặt thiên la địa võng đấy, giờ có thể yên tĩnh xem phim được rồi, 4 tên kia sau khi xem chứng nhận sĩ quan của Lã Thụ thì ngồi im chỉ biết oán hận, cuối cùng cũng đến Thanh Châu, thật tức chết, ai lại có thể nghĩ nổi thằng danh đó là trung ý chứ, đi thôi, chào hai bạn nhỏ đang chờ người sao, có muốn chiêm ngưỡng vũ điệu dân tộc một chút không? Là kiểu không mặc quần áo ấy, vũ điệu dân tộc không mặc quần áo, bị ngu à, không mặc quần áo thì làm sao ta biết là vũ điệu dân tộc nào, tiểu ngư đi thôi, chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này vậy? Một khi để ta biết các người biết đường đến chợ đen, tưởng ta sẽ để các ngươi chạy mất hay sao? Tối đến, đuổi theo chúng muốn đến chợ đen, Lã Thụ và tiểu ngư bám theo 4 tên lúc trước. Trên người của hắn không có sóng linh lực, hắn chỉ là một người bình thường, nếu một người bình thường còn biết vị trí của chợ đen vậy còn gọi là chợ đen cái mẹ gì nữa. Mà chợ đen này mà không nằm trong sự kiểm soát của thiên la địa võng mới là lạ, nhưng mà xét về cách vận hành của thiên la địa võng rất có thể là mắt nhắm mắt mở đối với chuyện này. Chỉ đứng sau lưng tiến hành quản lý, có chuyện gì, xin hỏi, anh cho em hỏi mấy giờ rồi, cậu không có điện thoại sao, dạ em quên mang theo, bây giờ là 12:35, cảm ơn. Một lúc sau tiểu ngư lại đến gõ cửa, có chuyện gì không có gì, chỉ là thấy tờ giấy trên cửa xe anh cảm thấy anh tội nghiệp, muốn nói cho anh bây giờ là 12:44, thế nào chiếc xe đó là thiên la địa võng, e là không sai đâu, không biết nước trong này sâu cạn thế nào, xem ra chúng ta không thể vào cùng một lúc, nếu gặp nguy hiểm thì ưu tiên bảo vệ bản thân, nếu không đối phó được thì trực tiếp chạy vào trong tìm anh, chờ chút để em tìm cho anh cái để che mặt, Lã Thụ đi vòng quanh chợ đen, tìm thấy bọn họ rồi, thật tuyệt, không biết trong này lại có nhiều đồ như vậy, cái khó là không biết thật giả thế nào, ở đây người ta không cho thử hàng, chẳng may vớ được cái gì tốt thì sao, đúng thế, còn có câu làm giàu không khó mà, hóa ra không phân biệt được pháp khí và đồ bình thường, cái này chẳng phải giống như bịt mắt đi sờ địa lôi à, đám người này bán toàn đồ giả, hoàn toàn không cảm nhận được sóng linh khí nào, bảo sao thiên la địa võng không quản trong này. Vì có gì mà quán, người anh em tạo hình của cậu độc đáo thật đấy, bỗng từ đâu xuất hiện một tên răng chuột, Lã Thụ giật mình lùi lại phía sau, cậu là người tu hành, đúng vậy, vậy phiền cậu chứng minh năng lực tu hành của cậu một chút, sau đó đưa cho Lã Thụ một cục đá, đưa tay chỉ bóp nhẹ đã vỡ vụn ra, mời cậu đi theo tôi có linh thạch, tên này cấp E trở nên lại đứng đây chấn giữ xem ra cửa hàng này thật sự có đồ đáng xem, cậu nhìn xem có hứng thú với cái này không? Viên linh thạch rõ ràng là của thiên la địa võng nhưng lại được mài thành hình dạng khác, lại còn đóng hộp cẩn thận, tên này là gian thương, linh thạch này không tệ, bán thế nào, rốt cuộc là bao nhiêu tiền, chỉ một giá 18 vạn, cái giá này có vẻ không thực tế, xem cậu kìa, ý cậu là nói tiền đồ của cậu không đáng 18 vạn, đáng, rất đáng, nhưng tôi cảm thấy còn đáng hơn nhiều, 18 vạn là ít quá, nếu vậy thì 20 vạn, thêm chút nữa 30 vạn, vẫn thấp, 40 vạn, cao hơn nữa là lương tâm tôi cắn rất lắm, thành giao, được không, giấu gì ông, chỗ tôi có một viên tiền đồ giá trị 40 vạn, muốn bán cho ông chủ ông, nếu không vẫn là 18 vạn đi, 10 vạn đây là giá thị trường, cậu bán cho tôi, còn phải tăng giá bán cho người khác, lĩnh vực làm ăn này có nhiều rủi ro.
tôi cũng không thể làm không công đúng không? Tôi cảm thấy giá trị của nó còn cao hơn, làm gì có. Sau một hồi ép giá cuối cùng vẫn bán được 11,8 vạn. Từng này tiền đủ cho ta và tiểu ngư ra ngoài chơi thoải mái. Người này cũng che mặt như ta, trên người còn phản phất chút linh khí, xem ra có hàng thật. Huynh đệ, cái thanh đồng khí này của ta là đồ tốt đấy, có từ thời Thương Chu, cái này không có sóng linh khí, ông chủ có hàng thật không? Không có, ông là cá lọt lưới hả? Quả nhiên là tán tu không nguyện ý gia nhập Thiên La Địa Võng. Yên tâm, tôi không cố ý muốn bắt ông, chỉ tò mò xem ông mang thứ gì đến chợ đen, hoặc là ông muốn mua thứ gì, ta chỉ đổi linh thạch. Linh thạch thì tôi có, nhưng có đổi hay không thì phải xem hàng của ông có đáng giá không đã. Ít nhất 5 viên linh thạch, nếu không ta sẽ không đổi. Cậu có đủ linh thạch sao? Không cần quan tâm tôi có bao nhiêu viên, cho tôi xem hàng trước đã. Bất kỳ ai ở Thiên La Địa Võng cũng có linh thạch, nhưng pháp khí thì còn phải xét. Người này thực sự có pháp khí. Chỗ này không tiện nói chuyện, đi theo ta. Lã Thụ đi theo tên thương nhân đến một ngõ hẻm, không có sóng linh lực. Tên thương nhân mở chiếc bao tải ra. Hóa ra cái bao vải này có thể che giấu được sóng linh lực. Cái hồ lô này có tác dụng gì? Đây là pháp khí tổ truyền của nhà ta, chỉ cần sót linh khí vào sau đó gọi tên người khác. Cậu từng xem Tây Du Ký bao giờ chưa? Chẳng lẽ ý của ông, món đồ chơi này là từ kim hồng hồ lô của Kim Giác Đại Vương? Nếu không tin để ta gọi cho cậu xem. Tiểu Nhạc Nhạc, nhưng lại không có cái gì xảy ra. Thế nào ông muốn hút người ta tới, rồi gọi ông ta là tướng công sao? Lúc này trong hồ lô có một ánh sáng truyền ra. Cái gì, chẳng lẽ mục tiêu đứng trong phạm vi 5m, sẽ bị hút vào hồ lô? Thế nào, vừa ý đấy chứ, có thể để cho tôi thử một chút. Lã Thụ tập trung tinh thần phát linh lực vào trong hồ Vu Ngôn Liêm. Sao không có phản ứng gì? Cái tên cậu vừa gọi, con mẹ nó biết là ai chứ? Chẳng phải thứ này gọi đúng tên cúng cơm mới có tác dụng. Thật ra vừa rồi cái hồ lô này đã hút linh lực của mình, nhưng cũng giống trước đây linh lực còn chưa ra đã bị tinh đồ khống chế lại, giống như tu luyện lưỡng nghi tham đồng khế trước kia. Năng lực của tinh đồ thật sự quá bá đạo. Xem ra muốn sử dụng cái hồ lô này phải dùng phương pháp như dùng trường mâu, chủ động rót tinh thần chi lực vào, chứ không phải chờ nó hấp thụ. Tốt, phải lợi dụng nhược điểm này để hạ giá mới được. Ông chủ không phải lừa đảo chứ? Tôi thử lại một lần nữa. Triển chiêu, Tống Giang, Đồng Trác, Điêu Thuyền, Phi Tiểu Bảo, cái đồ chơi này của ông không dùng được. Linh lúc không linh giảm giá chút đi, không có bảo hành lại còn không được đổi trả trong vòng 7 ngày. Nhưng rõ ràng vừa rồi ta dùng được, như vậy đi cho cậu chút tiện nghi. 4 viên linh thạch, 4 viên sao thành giao. Cáo từ, Lã Thụ trở về. Lã Thụ, anh làm gì mà áo ngắn tay của em nhăn nhún thế này? Nhìn đi đâu vậy? Em đang nói chuyện với anh đấy. Anh vừa mua một pháp khí, đang tính thử thí nghiệm xem. Mục tiêu đây rồi, Viên Lượng Thác. Từ trong hồ lô bay ra một ánh sáng bay thẳng đến chỗ Viên Lượng Thác. Đậu mẹ, bị phát hiện rồi. Sao vậy a Lượng, ngươi đang nhìn gì thế? Trên đó có gì à? Người ngoài sáng, ta ở trong tối không nên bị phát hiện ra. Chẳng lẽ là từ kim hồ lô? Không đúng, chẳng lẽ một hồ lô khủng bố như vậy là chỉ có tác dụng làm đối phương quay đầu lại khi bị gọi tên? Mình bị lừa sao? Thử lại một lần nữa. Viên Lượng Thác, một lần nữa, khiến cho Viên Lượng Thác quay đầu. Tác dụng thật là gọi ai thì người đó quay đầu lại. Lừa ta sao? Đã nói là đem người hút vào trong hồ lô, cơ mà đã thụ anh bỏ một đống tiền để mua bảo bối như này đây. Em xem đi, rút tinh thần lực vào sau đó gọi tên anh là được. Lã Thụ, Lã Thụ không sao chứ? Bảo sao lấy tiền bỏ đi nhanh như vậy? Bị lừa thật rồi. Cái đồ chơi này có hữu dụng hay không hoàn toàn dựa vào sức lực của người sử dụng. Mặc dù đã sớm đoán cái đồ chơi này chẳng phải thứ đứng đắn gì, nhưng nào biết nó lại không đừng nhắn đến thế này. Vẫn là tại anh kỳ vọng quá xa rồi. Cũng không hẳn, em thấy nếu anh đột nhiên ở phía sau đối phương gọi tên, chẳng phải đầu sẽ bị vặn một nửa vòng, coi như là cách không giết người. Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ tới chứ? Nếu phối hợp với hồ lô này với chức năng nhận biết tên của hệ thống, vậy chẳng phải là vô địch? Đi thôi Tiểu Ngư, chúng ta tìm khách sạn.